Hôm nay Tuấn Âm Thanh Phú Thọ xin giới thiệu đến quý vị một con ê quai cực kỳ là độc đáo. Phải nói luôn là cả thế giới này chỉ có một vài con. Em cũng không nói khoác nhiều, các bác cứ vào search và tìm xem nó có không nhé. Đây là con ê quai Victor SEM9 các bác nhé. Hàng đẳng cấp rồi, nó quá là đẳng cấp luôn, nó phải gọi là độc luôn, không phải nói trong nước mà phải nói cả thế giới luôn. Độ dày của nó tầm khoảng độ 13 phân. Không phải 13 đâu, 15 phân, hơn 15 phân. Hai quai đèn nước cực kỳ đẹp. Báo cáo các bác là giá của em nó là 10 triệu các bác nhé. Để cho bác nào nhanh tay khẳng định là không có con thứ hai nào đâu, chả bao giờ có. Cho các bác search cả nước luôn, cả thế giới có mấy con. Con này cái đặc điểm của nó là rất hay này. Em bớt cho các bác 1 triệu, còn 9 triệu là tại sao? Vận chuyển nó sứt một cái tí góc này nhé. Sứt một tí góc này không phải là không thay được. Cái kính này là kính đặt ở ngoài nhé. Chữ chìm hết đây này. Về bác là có thời gian đi cắt kính này, vặn ốc ra này. Vặn 4 ốc này, 1, 2, 3, 4 ốc này. Ra nhé, ốc này. Thay kính vào nhé, nhấc kính ra thay. Chữ ở trong hết chìm. Đây là tấm kính nhìn nhá. Tấm kính nó có lớp. Đây bác nhìn nhá. Đây nhìn thấy chữ chìm trong chưa? Chữ nó nằm phía trong này chứ không phải đây nhá. Thì thay tấm kính là xong nhá. Em trừ cho 1 triệu tấm kính đấy. Mấy hai nữa là bác về chỉnh lại cơ, thay dây cu loa. Là con này nó có nút open này, bật này, nhìn này. Các bác nhìn nó bật chế độ này. Này, nhìn thấy chưa? Nó bị xa bật cơ, chỉ bảo thợ làm cơ lại là xong đây này. Kéo bằng điều khiển của nó chỗ này. Các bác nhìn chưa? Nó là vận chuyển cơ đấy. Cái này thì thợ làm thì quá đơn giản. Các cứ hỏi tất cả các thợ. Đây là cơ ấy, chỉ đưa ra đưa vào thôi. Nó như kiểu cu loa bánh răng của đầu đĩa đấy. Đẩy ra đẩy vào, tay cơ thôi nhé. Đấy. Này. Các bác nhìn nhé. Ok chưa? Có nghĩa là nó vẫn ra nhưng mà nó bị xoay cơ ngược này. Đó, kéo này. Tất cả bằng điều khiển hết ở trên này hết. Con này cực kỳ nhiều chế độ. Các bác nào muốn tham khảo chế độ thì các bác chỉ gõ lên Google hoặc YouTube ý. Mã này luôn, họ sẽ hướng dẫn sử dụng và cài đặt tất cả các phần mềm trên này nhé. Các phím như này nhé. Còn cái cơ này em không có thời gian làm bởi vì em bán hàng nhiều lắm. Nhưng cái này các bác có thời gian ra thợ nó làm cho bác chắc mất 100.000 trở lên. Đó, ok chưa? Để cho các bác là 9 triệu. Nói trắng luôn là không có hàng nào đâu. Hàng là quá chất rồi. Cực kỳ nhiều chế độ rồi, nó quá nhiều chế độ. Các bác có muốn học chế độ thì gõ lên đây cho em nhé. Gõ Google ra hết. Giá của em nó 10 triệu nhá. Sứt góc đây, mới lại làm cơ bớt hoàn 1 triệu, còn 9 triệu. Bác nào lấy được thì alo. Em cũng thích để dùng cơ, nhưng mà nếu mà em để dùng thì nhà em nó về nhiều đồ lắm, suốt ngày. Thật ra là không có thời gian để dùng, bán hàng cũng muốn nhiều con muốn giữ lắm, không phải. Đúng 9 triệu nha. Bác nào lấy thì alo, miễn mặc cả. Em dám khẳng định luôn cả thế giới chỉ có vài con nhé, chứ không phải trong nước. Bác đi tìm hộ em đi. Đây, hàng của nó rất là đẹp. Cổng mạ đằng sau mạ vàng ươm. Chạy điện là xem nào. 100V. Made in Japan. Mã này không có hàng các bác nhé. Nó là độc đáo rồi. Các bác nào có nhu cầu thì alo trực tiếp giúp em nhé. Thật ra là cái cơ này thế thôi, các bác cứ về sửa thì sửa. Còn nói tóm lại là đa số anh em mình chỉnh hết rồi. Chỉnh nó ví dụ như khi mình muốn chỉnh ấy, mình mở ra này, đây là nút chỉnh các phím tăng giảm. Mình chỉnh xong để nó vào thế thôi, cũng chả mấy khi mở ra như này đâu. Nhưng bác nào muốn cho nó đẹp thì chỉnh cơ lại thôi, thế thôi, thế nhá. Được chưa? Chứ còn chỉnh xong thì để nguyên thế này thôi, còn đâu chỉnh ngoài này mà. Đây này còn dãy chỉnh lên đây này, nghiêng cái chỗ đây này, còn dãy lên đấy, đây này, ngoài này có hết đấy. Cái đấy là sai cơ thôi, chả có gì cả. Giá của em nó là
9 triệu coi nhé, 10 triệu nhưng bớt 1 triệu cho các bác. Nào thay kính này, kính nó sứt có ký góc này, nhìn chưa. Thật ra để trước nhìn này, nó màu đen nó chả lộ. Nhưng mà thay cái này bác bạn ốc này này, một con này ra này, bốn con này ra, bốn con ốc, bốn góc này ra nhé, bốn ốc bốn góc này ra, nhất là luôn về thay ok luôn các bạn. Giá 9 triệu coi nhé, nhanh tay cho các bạn nào được này. À, bác nào có nhu cầu thì alo giúp em theo hai số điện thoại trên. Và để thường xuyên theo dõi kênh của Tuấn Âm Thanh Phú Thọ thì mời quý vị nhập hai số điện thoại này vào YouTube, Google, Cốc Cốc, Zalo hoặc Facebook. Mọi bài đăng của em đều có trên đó. Em trân trọng cảm ơn.